Dưa nước miền Tây là món ăn dân dã không còn xa lạ gì với người dân Việt Nam, thế nhưng ở nước ngoài chúng lại được ví như dừa hoàng đế. Khác với sự bình dị khi ở Việt Nam, nhiều khách du lịch sẵn sàng mua vé máy bay sang đây du lịch chỉ để trải nghiệm cảm giác hái dừa. Không chỉ độc lạ về hình thức bên ngoài không lẫn vào đâu được, chúng cũng gây ấn tượng mạnh bởi cách thu hoạch. Gọi là dừa nước nên đa số những bụi cây đều mọc trên mặt nước giữa con sông ở các ngôi làng miền Tây. Một trong những đặc điểm khiến chúng trở nên nổi tiếng chính là vị ngọt mà vẫn thanh kèm theo chút bùi bùi. Hương vị ngọt nhẹ này đã khiến cho hầu hết những du khách sang đây du lịch và thử đều mê mẩn. Dừa nước cũng được xem là loại quả độc quyền mà chỉ có thể tìm thấy ở Việt Nam chứ không ở đâu khác được. Chính vì nhu cầu của người nước ngoài, dừa nước đã dần bắt đầu được xuất khẩu sang các nước châu Á. Thế nhưng điều khiến nhiều người Việt Nam kinh ngạc là ở nước ngoài, chúng được bán với mức giá trên trời. Ở Việt Nam mỗi dịp vào mùa, dừa nước sẽ mọc xung quanh các bụi cây để người dân tự do hái về ăn. Nếu bỏ công ra đi chặt những khóm dừa nước như thế này cũng chỉ có thể bán với mức giá từ 10 đến 15.000 trên 1 kg. Sau khi được xuất khẩu ra nước ngoài, mỗi khóm dừa nước này lại được đội giá lên đến vài triệu một khóm. Dù cho có được bán với mức giá cắt cổ thì chúng vẫn luôn trong tình trạng cháy hàng. Không chỉ có vị thanh ngọt mà còn tốt cho sức khỏe nên mọi người vẫn mua về để thưởng thức và cảm thán đặc sản miền Tây này. Một số tín đồ cuồng dừa nước ở nước ngoài đã chấp nhận mua cả vé máy bay đến miền Tây ăn nhiều ngày cho đã thèm. Họ cũng cho biết rằng, số tiền để mua vé máy bay còn rẻ hơn so với việc mua trứng ấy dừa nước ở nước mình. Một món ăn, loại quả dân dã và có khi bị bỏ đi như thế lại trở thành loại quả được săn đón và được gọi là dừa hoàng đế. Khác với phần vỏ dày dặn và nhúm đen bên ngoài, phần thịt bên trong khá tiết kiệm khi mỗi quả chỉ lấy được một nhúm thịt. Đó cũng là lý do mà khi mua, mọi người thường mua luôn cả một chùm lớn chứ ăn một quả cũng chẳng thấm vào răng. Việc hái được những chùm dừa nước cũng vô cùng khó khăn khi phải lênh đênh trên mặt nước bằng xuồng. Cũng phải trèo đèo lội suối hay tiến vào sâu trong các hang cùng ngõ hẻm để lấy được những khóm dừa mọng nước nhất. Không chỉ các anh thanh niên mà cả những chị em phụ nữ cũng rất thuần thục trong việc chặt dừa nước. Với họ thì dừa nước là kỷ niệm và là món ăn tinh thần đã lớn lên cùng những người con miền Tây. Những năm gần đây, nhờ vào việc xuất khẩu ra nước ngoài mà một số gia đình đã chuyển hẳn sang thu hoạch dừa để kiếm ăn. Chẳng ai ngờ được loại quả mọc dại này lại là món bảo vật được bán với giá cực kỳ cao ở nước ngoài. Cách tách dừa bá đạo của những đứa con gốc miền Tây chính là đưa lên cao rồi ném chúng mạnh xuống mặt đất. Nhờ đó mà tất cả những múi dừa bao quanh phần thân đều ngoan ngoãn tách ra dễ dàng và nhanh chóng. Hái dừa nước cũng là trải nghiệm độc đáo mà khách du lịch không thể bỏ qua khi đến với miền Tây. Mang tiếng là người dân Việt Nam nhưng tôi chỉ mới được ăn, còn chưa được hái thử bao giờ cả các bác ạ. Hết dịch chắc phải book ngay một chuyến đi về miền Tây để trải nghiệm nét văn hóa đặc sắc và độc đáo này. Ngoài việc ăn trực tiếp hay làm nước dừa thì người miền Tây còn tận dụng luôn chúng để biến tấu thành các món ăn đặc sản. Nguyên liệu chính dĩ nhiên là dừa nước và chúng đã góp phần khiến cho những món ăn mang đậm bản sắc miền Tây. Kỹ năng chặt dừa và tách thịt dừa của các bậc thầy ở đây cũng xuất sắc không kém khi miếng nào ra miếng ấy chỉ trong tích tắc. Trời nóng như đổ lửa nên chỉ cần nhìn ly dừa nước thôi cũng đủ chảy cả nước dãi rồi.